Máy xăng số tự động một cầu, chiếc Fortuner 27 2.7 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, và cái màu ngoại thất của nó là màu trắng ngọc trai nha. Giá là 746 triệu nha anh chị. Thân xin kính chào anh chị khách hàng nha. Lâu lắm rồi mới về chiếc xe Fortuner. Fortuner cho anh chị đi gia đình nè. Bởi vì sao cái xe đi gia đình? Tại vì chiếc này là máy xăng nha anh chị. Máy xăng số tự động một cầu, chiếc Fortuner 27. Xe này thì của anh khách hàng trước á, anh mua cũ của bên Thắng nè. Xong rồi đến nay thì nhu cầu sử dụng không nhiều. Hôm trước là khi mà cái năm trước á, và khách hàng mua xe cũ bên Thắng thì cái xe này đi được có 60 mấy ngàn cây, 65, 66 ngàn gì đó. Thì hôm nay thì đi lên được 77 ngàn cây rồi. Tính ra một năm đi có 10 ngàn cây thì do nhu cầu sử dụng không có nhiều cho nên là gia đình quyết định bán lại anh chị. Chiếc 27 nha, đi được 77 ngàn cây. Xe này thì máy xăng, máy là 2.7, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Và cái màu ngoại thất của nó là màu trắng ngọc trai nha. Thì màu trắng này thì khi mà đi ra nắng á, thì anh chị sẽ thấy nó có một số gánh kim tuyến, nhìn cái xe nó sẽ đẹp hơn và nó ngả cái màu hơi vàng vàng á anh chị, nó sẽ đẹp hơn cái màu trắng sữa nha. Về hiện trạng xe thì bên Thắng vẫn phải, mặc dù là hồi xưa khi mà bán xe cũ cho khách hàng dùng á thì bên Thắng có kiểm tra chất lượng, có làm đẹp lại rồi, nhưng mà bây giờ thì khách hàng bán lại thì bên Thắng vẫn tiếp tục cái quy trình từ đầu nha, đó là kiểm tra 176 hạng mục, xong rồi làm đẹp, làm đồng sơn những chỗ chày xước nè, xong rồi làm đẹp theo cái gói công nghệ Marukuri và cuối cùng là chào bán. Và cái xe này thì nó mới về chiều hôm qua, hôm nay thì Thắng sẽ đi quay cận cảnh để cho anh chị ra thấy được cái chất thực tế nha. Xe thì có một số vết chày xước nè anh chị, những cản luôn nè, xe thì phải chày thôi. Đây chỗ này cũng chày nè, những chỗ nào mà bên Thắng đánh dấu là bên Thắng sẽ làm lại nha. Nó chày không có nhiều anh chị, nhưng mà những cái vết xước nhỏ mà khi lên cái màu trắng này á, làm cho cái xe bắt buộc phải làm. Đó, phải làm thì nó mới đẹp được, chứ không là nó nhìn nó hơi bị chướng con mắt á, nhìn nó rất là khó chịu. Đó, xe biển thành phố cho nên anh chị nào chúng ta đang có hộ khẩu thành phố á, chúng ta mua thì chúng ta sẽ bấm cái biển số mới, bây giờ là như là tới cái đầu L anh chị, 51L á, rồi xong chúng ta chỉ tốn có 1 triệu tiền biển số thôi, chứ không có tốn 20 triệu nha. Đó, tại vì cái biển này sẽ được thu hồi cho chủ cũ theo của luật mới bây giờ. Rồi, tình trạng mâm lớp nè anh chị. Xe thì chắc hẳn là thay lớp rồi nè, đã lớp thay năm 2022 nè anh chị, đó là vậy luôn. Đó, xe màu trắng rất là đẹp. Rồi đăng kiểm đường bộ thì còn tới tháng 4 năm 2025, tháng 4 2025 nha. Có dán phim, rồi những cái viền che mưa nè, rồi bộ chắn cửa rồi, có đủ hết rồi. Đó, phía sau thì trang bị hai cảm biến sau. Đó, lớp dự phòng còn nguyên gai gió luôn, lớp này chắc chưa hạ quá, chắc lớp zin đó anh chị, lớp này lớp zin chưa hạ nè. Còn 4 chiếc lớp dàn chân là thay rồi, thay năm 2022 rồi. Cam ve có luôn nè. Dòng này thì máy 2.7 số tự động là 6 cấp cho nên anh chị chúng ta đi gia đình êm lắm. Đi cái động cơ nó khỏe, đi cảm giác đạp nhẹ là lên nè. Bên trong xe thì tắp bi bọc da nè, rồi ghế là da zin của nó là màu nâu. Rồi chảy sàn simili. Bên trên thì có bọc trần rồi anh chị. Rồi phía trước khoang lái nè. Xe máy xăng cho nên là sẽ được trang bị cái cửa kính anh chị, là nó tự động 4 cửa luôn, tự động một chạm 4 cửa luôn. Rồi gương điện, gương gập điện nè. Đó, rồi ghế chỉnh điện nè. Ghế chỉnh điện. Đó. Rồi xe nhập, đó là những cái mà được trao chuốt hơn so với cái phiên bản máy dầu. Máy xăng đi gia đình cho nên là nhà sản xuất người ta trao chuốt cái xe nhiều hơn, trang bị thêm nhiều góp sành hơn. Rồi có cái lại chuyển số trên vô lăng nè. Đó. Đời start up, điều hòa tự động nha, có cân bằng điện tử anh chị nè, cái tính năng cân bằng điện tử có nè. 27 này thì chúng ta có hai phiên bản, một phiên bản là chưa có cân bằng điện tử và một phiên bản là có cân bằng điện tử. Xe này thì nó nằm ở đời sau, đời cuối năm 2017 cho nên là có tính năng cân bằng điện tử nha. Hai chế độ lái, rồi hộp số 6 cấp nè. Chìa khóa thì vẫn còn hai chìa đầy đủ, chìa khóa thông minh. Đầu nghe nhạc là đầu DVD hiệu Bionia. Rồi có camera hành trình luôn, thảm táp lô đầy đủ. Xe thì một chiếc xe khá đổi là bình thường anh chị, nó không có gì
không có quá đẹp, nó cũng không có quá xấu, không có nhiều cái ưu điểm, cũng không có nhiều cái nhược điểm, nó bình thường. Quan trọng là cái nhu cầu sử dụng của chị thôi. Ví dụ như anh chị cần chiếc xe nó gầm cao nè, chúng ta thích số tự động, chúng ta muốn cái cảm giác lái êm, đi cái máy nó êm, nó không có bị hôi dầu, rồi bên trong ngồi của nó là cách âm tốt hơn nè, nó không có bị bồng bềnh á, thì chúng ta lựa chọn máy xăng. Nhu cầu đi gia đình thì chúng ta lựa chọn máy xăng. Còn mà anh chị mua về để chúng ta chạy kinh doanh dịch vụ á, thì chúng ta có thể lựa chọn máy dầu số sàn hoặc là máy dầu số tự động thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn cái này thì tốt nhất ta đi gia đình ta nên lựa chọn. Tại vì trung bình 100 cây á, 100 cây tiêu hao nhiên liệu của nó khoảng 15 lít. Nếu mà chúng ta lái khéo á, thì có thể rớt xuống là 13 lít. Thì so với cái mức tiêu hao nhiên liệu như vậy á, thì chỉ thích hợp đi gia đình thôi. Còn ta đi dịch vụ thì chúng ta phải thiên về khuynh hướng cái lợi nhuận nha, lợi nhuận. Rồi. Và chiếc xe Fortuner 27 máy xăng một cầu này đang được chào bán mức giá là 746 triệu nha anh chị. 746 triệu. Đó, có hỗ trợ trả góp ngân hàng được 3 năm nha, 3 năm. Anh chị trả trước đâu đó khoảng 746, trả trước khoảng 300 thôi, trả trước khoảng 300 và còn lại thì chúng ta góp hỗ trợ toàn quốc luôn. Đó, anh chị nào đang có nhu cầu về dòng xe này thì cứ liên hệ với Thắng nha. Thắng sẽ trao đổi cụ thể hơn về xe, về chi phí lăn bánh nè, rồi những cái thủ tục trả góp nếu anh chị chúng ta muốn góp. Để anh chị hiểu trước rồi sau đó thì lên coi xe thực tế và lái thử. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những chiếc xe lần sau nha.